À, xin chào các bạn, bây giờ chúng ta làm phần 2 của 25 câu sau đề 198908. Đối câu 21 này thì chúng ta sẽ chọn là phương án D. Tại sao lại chọn phương án D? Nào, các bạn còn nhớ cái cách ghi đơn vị trong tiếng Anh không? Thứ nhất là số, rồi sau đó là đơn vị, rồi sau đó là cộng với tính từ chỉ đơn vị đó, hoặc là số cộng với đơn vị, cộng với in, rồi sau đó cộng với danh từ chỉ đơn vị đó. Ví dụ, trong trường này chúng ta có 2 mét chiều dài chẳng hạn. Vì thế chúng ta sẽ có 2, rồi sau đó là đơn vị chính là mét. Rồi sau đó chiều dài, dài là gì, tính từ của nó là gì? Chính là từ từ long. Hoặc chúng ta có thể là 2 mét in length. Length trong trường này nó là danh từ của chiều dài. Long nó là tính từ của chiều dài. Được chưa các bạn nhỉ? Đấy, các bạn có hai cái ghi như này. Đối với giới từ in thì sau đó phải là danh từ. Vậy trước chỗ này các bạn thấy là đây chính là số này, ở số. Và longer nó chính là tính từ, mile nó chính là đơn vị. Nếu thế thì các bạn thấy là vị trí của hai cái này sai đúng không nhỉ? Vì thế nên chúng ta phải đảo cho nhau. Nó phải là số, rồi sau đó là đơn vị, rồi sau đó là tính từ. Nhưng đây là số, tính từ, đơn vị, vì nên sai. Chúng ta làm tiếp. Đối với câu 22. Đối câu 22 thì chúng ta sẽ chọn là phương A. Tại sao lại chọn phương A? Tại vì các bạn thấy là từ must chính là động từ khuyết thiếu. Nào bây giờ chúng ta ôn lại cho mình cái động từ khuyết thiếu. Động từ khuyết thiếu. Động từ khuyết thiếu chúng ta gồm có từ can, could, may, might, đúng nhỉ, may, might, rồi âm t nha, cuối cùng là âm t. Rồi sau đó chúng ta có từ should, would, will, đấy, have to. Chúng ta có từ gì không nhỉ, have nữa, has to nữa, rồi chúng ta có từ ought to. Thì đây các là động từ khuyết thiếu. Thì cấu trúc của động từ khuyết thiếu như sau: S cộng với động từ khuyết thiếu. Thì sau động từ khuyết thiếu phải là verb nguyên thể ngay nha. Bắt buộc phải có verb nguyên thể ngay. Rồi cộng với O. Nhưng đối với câu này thì các bạn thấy là lại có từ từ to này nữa các bạn này. Có từ to này nữa. Vì thế thừa từ to các bạn, thừa từ to. Nào động từ nguyên thể thì sau đó phải là verb ngay. Còn đối với đằng trước nó chỉ trạng từ bổ cho verb thì nó không ảnh hưởng gì cả. Đấy, nếu câu này sửa thì các bạn sẽ bỏ từ từ to đi. Bây giờ chúng ta chuyển sang câu 23. Đối câu 23 này thì chúng ta sẽ chọn là phương án D. Tại sao lại chọn phương án D? Tại vì derive nó chính là động từ. Tại vì các bạn thấy là đằng trước, đằng sau nó chúng ta có mạo từ. Thì chúng ta có một cái dấu hiệu là đằng trước mạo từ là động từ hoặc là giới từ. Thì giới từ các bạn đã biết rồi, vì thế nên chắc chắn là động từ. Trong trường này nó là động từ, develop là động từ. Đấy. Mà ở đây thì chúng ta có verb chính của nó chính là từ này rồi. Đây chính là verb chính rồi. Vì thế nên nếu mà có đây thì chúng ta thừa verb. Nếu thế thì các bạn sửa nào, thì có thể các bạn thêm đuôi ing vào để nó chuyển thành mệnh đề tính từ, verb ing cộng với O, mệnh đề tính từ bổ nghĩa cho danh từ đằng trước đó. Tiếp đối với câu 24. Ở câu 24 chúng ta sẽ chọn phương án D. Sorry các bạn, nó là phương án B. Mình đọc nhầm. Phương án B. Đối với B tại vì sao? Chúng ta có đuôi đuôi S và đuôi đuôi lines. Đây là đuôi của động từ. Mà các bạn thấy là đối với sau mạo từ thì chắc chắn là danh từ là một. Cái thứ hai đối với cấu trúc A B thì đây chính là một cụm danh từ, thì A B đều là danh từ. Vì thế nên trong chỗ này chúng ta không thể làm một là danh từ được, vì thế nên sai. Còn đối với câu 25 thì chúng ta sẽ chọn phương án A. Tại sao lại chọn phương án A? Hiện tại thì các bạn thấy là danh từ này có S, vì thế nên danh từ này đã xác định rồi. Nhưng khi gạch chân danh từ nó làm chủ ngữ, khi gạch chân danh từ nó làm chủ ngữ thì các bạn phải nhìn vào động từ của nó để xem sự hỗn hợp giữa chủ ngữ và động từ.
Nếu chủ ngữ không có S thì verb phải có S. Nếu chủ ngữ có S rồi thì verb không có S. Đấy, các bạn chú ý cho mình cái này. Đây gọi là sự hòa hợp giữa chủ ngữ động từ. Nào, ở đây thì các bạn thấy là verb chủ ngữ có S này, đây là chủ ngữ có S và verb ở đây cũng là có S vì bên sai. Nào, chỉ có một trong hai cái có S thì mới được. Cả hai cái có S hoặc cả hai cái cùng không có S là sai. Nào, bây giờ chúng ta thử xem cấu trúc của từng câu này nó như nào nha. Đối với cấu trúc của câu 1 thì nó chính là mệnh đề danh từ này, S cộng với verb, rồi sau đó là mệnh đề danh từ với that, sau that là một S cộng với verb của O. Đây là mệnh đề danh từ các bạn, mệnh đề danh từ với that thì có chức làm tân ngữ. That bắt đầu từ đây này các bạn, that bắt đầu từ đây này. Đấy. Verb của that nó chính là từ y. Còn verb này nó chính là từ characteristics. Tiếp đối với câu 2. Câu 2 này thì nó chỉ là một S cộng với verb cộng O thông thường rồi. Tiếp đối với câu 3. Câu 3 này nó chính là cấu trúc S phẩy chấm chấm phẩy verb cộng O. Verb đây này các bạn này, verb đây này. Rồi, trước chấm chấm này đang là một danh từ. Đây này, đang là danh từ. Tiếp đối với câu 24. Câu 24 này thì nó chỉ là một S cộng với verb của O. Nó chỉ là một câu đơn bình thường. Verb hiện tại nó đang ở thể bị động. Verb ở thể bị động S cộng với to be cộng verb đi cộng giới từ của O. Rồi, từ đây đến đây này, từ đây đến đây thì nó chính là từ đây đến đây. Đấy, verb đây các bạn. Tiếp câu 25. Câu 25 này thì nó chỉ là một câu đơn S cộng verb cộng O thường, không có gì cả. Đối với câu 24 này thì 23 này vừa này các bạn sửa thành developing, vì thế nên chúng ta thêm cái nữa, nó có một mệnh đề tính từ chính là verb in cộng với O. Mệnh đề tính từ thì bổ cho danh từ đằng trước nó. Rồi, đã xong phần 2. Xin chào các bạn. Các bạn ủng hộ hoặc muốn xem nhiều video mới hơn thì các bạn ấn nút đăng ký hoặc nút subscribe. Nếu các bạn thích thì các bạn ấn nút like. Chúc các bạn sẽ thi tốt trong đợt thi sắp tới. Xin chào các bạn.